Miau, mie, miau, miang, min, minh, mu. Em đọc khá ổn rồi thì đọc nhanh hơn. Pha phua phây phâu phan phân phang phân phu. Không cần Pha đọc chậm. phua phây phâu phan phân phang phân phu. Tờ. Ta tơ tai tây tao tâu tan tân tang tân tung ti tiao tia Tia. Tia. tia Tía là bố chẳng hạn. tia Tía. Hú tia tía. đọc lại ye Tie. Tie. ye tie tiêu tiên tinh tu tua tuy toàn na Còn chữ cuối cùng tân nữa. D U N. Tuân. Và chữ giờ e này thì có hai cách đọc, có lúc đọc là tư tờ tư tơ, có lúc thì đọc là tưa, ví dụ ùa đâu, nhưng mà ai tên là Đức thì lại là tứa tứ chẳng hạn. na nơ nai.